Hôm nay 31 tháng 5, mình có một số cây thuần chậu giao lưu đến mọi người. Đầu tiên là cây Linh Sam, cây này là cây siêu bông. Cây có hoành là 25, chiều cao 40, tán ngang là 50, cây đã hết kẽm. Cây này thì mọi người chỉ việc thay chậu và chơi. Cây đã ấm tàn, hết kẽm. Giá là 1.300.000 bao ship. Gốc khá to, cây này là cây siêu bông cây rin. Tầm giá 1.300.000 thì mọi người rất là khó tìm những cây như này. Giá rất là hợp lý để mọi người sưu tầm. Để nuôi một cây hết kẽm chỉ cần đủ như này thì mất thời gian hơn 5 năm, giá chỉ 1.300.000, giá rất là mềm. Cây Linh Sam mã số 1. Tiếp tục là cây Linh Sam mã số 2, cái này cũng là cây Linh Sam siêu bông, cây rin. Cái này tay cành đã cứng, mọi người có thể tháo được dây, bảo đảm là tháo dây thì tay cành vẫn giữ nguyên vị trí. Cây đã ôm dây rất là lâu. Cái này có hoành thân là 21, chiều cao 40, tán ngang 50, giá 1.200.000 bao ship. Cái này mọi người chỉ việc thay chậu và chơi, tay cành đã cứng cành. Bảo đảm mọi người là khi tháo dây thì vị trí tay cành vẫn giữ im. Cây đã hết dây. Giá chỉ 1.200.000, mình bao ship cây Linh Sam mã số 2, cây siêu bông cây rin. Cốt rất là to, hoành thân là 21. Và tiếp tục là cây Linh Sam siêu bông mã số 3, cây Linh Sam siêu bông cây rin. Cây cốt nửa bài, hoành thân là 24, chiều cao 38, tán ngang 55. Cái này mình giao lưu mọi người là 1.600.000 bao ship. Tất cả các cành đều đã cứng và có thể tháo được dây. Tháo dây thì tay cành vẫn giữ nguyên vị trí. Cây vừa xong bông, đậu quả và bắt đầu tiếp tục cho thêm một đợt bông. Cây đang còn nụ rất là nhiều. Giá chỉ 1.600.000, mình bao ship. Cây có hoành thân là 24, chiều cao 38, tán ngang 55. Một cây nuôi lâu năm, giá chỉ 1.600.000, mình bao ship, giá rất là hợp lý. Và tiếp tục là cây Hải Châu mã số 4. Cây này có hoành thân tại vị trí là 19, phía dưới này thì tầm 35, phía dưới này thì to hơn. Chiều cao 45, tán ngang 48. Cây Hải Châu mã số 4. Dòng Hải Châu lá nhỏ xung cầu, dòng lá rất là đẹp. Kích thước lá bé, lá gần như lá rí. Cây Hà Châu mã số 4, mình giao lưu là 1.800.000 bao ship. Cái này thì chậu đã bể, mình sẽ không ship chậu, mình chỉ bó bầu và không ship chậu. Chậu rất là nặng.
giá 1,8 triệu bao ship. Cây đã ấm tàn. Cây được nuôi tay cành rất là kỹ. Hoành tại vị trí 17, chiều cao 45, tán ngang 48, giá 1,8 triệu bao ship. Cây Hà Châu mã số 4. Tiếp tục là cây Linh Sam mã số 5, cái này là cây Linh Sam sông Hinh, cây Rin. Dòng sông Hinh kích thước lá tương đối đều. Cây cấu hoành thân 13, chiều cao 40, tán ngang là 60, giá 550 bao ship. Hoành thân tại vị trí là 13, chiều cao 40, tán ngang là 60, giá trị 550 bao ship. Cây Linh Sam sông Hinh. Cụm rừng Hạ Châu mã số 6. Cụm này cao 5, có chiều cao là 50, chiều ngang là 35. Kích thước các thân rất là đều nhau. Các thân phân bố rất là hợp lý. Giao lưu mọi người là 800 bao ship. Chiều cao 50, tán ngang 35, giá 800 bao ship. Cụm rừng Hạ Châu mã số 6. Các thân rất là đều. Phân bố cây rất là hợp lý. Giá trị 800 bao ship. Cây Hạ Châu lá rí mã số 7. Cây này là cây lá rí, kích thước lá rất là bé. Chiều cao 35, tán ngang 45, giá 700 bao ship. Chi cành của cây là tàn thiên nhiên ngồi tự nhiên. Giá 700 bao ship, cây Hà Châu mã số 7. Cây Hà Châu lá rí thì ngồi tự nhiên rất là hiếm. Dòng lá này thì mọi người khi nuôi càng già thì lá sẽ khô rất là bé. Kích thước thân thì thân bé, mọi người so sánh ngón tay của mình. Và cây cuối cùng trong clip là cây Bạch Sơn Liễu mã số 8. Cây này có hoành thân là 28, chiều cao đến điểm này là 60. Cái này mình đã nuôi sống khỏe và cắt giật lại một nước. Cây Bạch Sơn Liễu có dòng hoa nở chùm, hoa nở rất là đẹp. Mỗi năm cây có thể cho hai mùa hoa. Và đặc biệt thì hoa của cây Bạch Sơn Liễu trùng vào dịp Tết âm lịch. Cây có thể điều chỉnh được thời gian cho hoa. Sau khi vặt lá tầm 20-25 ngày thì cây có thể cho được hoa. Cây Bạch Sơn Liễu mã số 8, giá 550 bao ship. Cái này là cây cuối cùng trong clip, mọi người chốt thì liên hệ 0888856060. Đây là số Zalo của mình. Cây cốt to, gọng chữ C, cây dáng rất là đẹp.